Phải thành thật mà nói thì khi đã sử dụng qua rất là nhiều những cái dòng bật lửa như là Zippo, Zoro hay là Rubong GF thì em vẫn tâm đắc nhất với cái dòng bật lửa Zoro Ultimate Zati Z91328 này, bởi vì nó có những cái khả năng đặc biệt như sau. Cái thứ nhất là bản đế mi xước nó tránh bám vân tay cực kỳ là tốt, cho dù tay các anh có thể ra mồ hôi hay là bị sấp hay là tay dính nước thì nó cũng không thể nào mà bám trên cái viền bề mặt đế mi xước này được, bởi vì cái dòng đế mi xước này là cái dòng mà nó kháng vân tay cực kỳ là tốt và tránh bay màu cực kỳ là ok. Ngoài ra thì nó được mang cái viền vàng cách điệu đó, mặt trên và mặt dưới được mạ vàng 18K cực kỳ là dày đó. Bên trong thì nó được mang cái buồng chỉnh gió 16 lỗ, có khả năng chỉnh gió cực kỳ là tốt như anh thấy này. Ngoài cái khả năng tránh gió thì cái vỏ dày này giúp chúng ta có thêm một cái khả năng, đó là tránh nước cũng như là giữ xăng cực kỳ là ok nhé. Đó. Và cái điều mà em quan tâm cũng như là cái điều mà em thích nhất ở cái chiếc bật lửa Zoro 21 đáy Z91328C này là bởi vì cái mức giá của nó vô cùng là vừa túi và hợp lý. Đó, nhiều chiếc bật lửa với cái những cái khả năng này thì nó phải lên tới vài triệu, nhưng mà đối với 91328C thì nó chỉ có 300 nghìn thôi. Ngoài ra thì cái dịp Tết này em sẽ tặng kèm thêm cho các anh một vỉ đá, một sợi bấc để các anh sử dụng nhé. Đó, bật lửa huyền thoại Z91328C. Và em chỉ còn 30 chiếc thôi, cho nên là anh nào mà quan tâm đến chiếc bật lửa này rồi thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại để đặt hàng nhé. Rất là nhạy lửa luôn. Ok, anh nào quan tâm rồi thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng nhé. Em xin chào và cảm ơn các anh đã theo dõi video.